Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ngô Quỳnh Ly chia sẻ về việc nhận cú đúp ở Mai Vàng 2021. Xuất thân là ca sĩ, Ngô Quỳnh Ly dần cho thấy sự đa năng của mình khi không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, MC. Trong đó, vai trò cầm trịch tại chương trình 100 triệu một phút được xem là dấu ấn lớn trong sự nghiệp khi giúp anh vượt qua nhiều đồng nghiệp để nhận giải người dẫn chương trình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 27. Theo dõi các tập phát sóng, người xem có thể dễ dàng đánh giá được khoảnh khắc Ngô Quỳnh Ly tranh thủ gợi ý, nhắc bài và thậm chí là chặt chém người chơi. Tuy nhiên, nam MC cũng biết dừng đúng lúc để chương trình dù vui nhộn, hài hước nhưng vẫn phải đảm bảo tính công bằng. Nhiều khán giả còn đánh giá Ngô Quỳnh Ly là MC gần gũi, vui vẻ, tạo được tiếng cười mỗi lần 100 triệu một phút lên sóng. Anh còn nắm bắt tâm lý người chơi để đưa ra những lời gợi ý, động viên. Có lẽ chính vì những điều đó đã giúp giọng ca 8X chiếm được tình cảm của số đông khán giả và mang về cho mình giải thưởng này. Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, Ngô Quỳnh Ly không giấu được sự xúc động. Tuy tin giải thưởng lần này chính là tình cảm, sự yêu thương mà khán giả dành cho mình, đó cũng là minh chứng cho con đường Huy chọn việc mang đến một màu sắc mới cho game show đấu trí như 100 triệu một phút phù hợp với thị hiếu khán giả. Đồng thời, giải thưởng cũng là lời nhắc nhở để Huy nỗ lực hơn nữa với nghề, không phụ lòng khán giả. Chia sẻ thêm về quá trình ghi 100 triệu một phút, Ngô Quỳnh Ly nói thời gian đầu anh gặp áp lực vì dẫn một game show về kiến thức, bởi đối với nam MC nếu không hiểu biết thì sẽ dễ gặp sự cố dẫn sai. Song đây cũng là động lực để anh kỹ lưỡng hơn và nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Ngô Quỳnh Ly bộc bạch khi thấy mình được nhiều khi dẫn chương trình, ngoài cái được lớn nhất là tình cảm khán giả dành cho mình, Huy còn bổ sung thêm cho mình nhiều kiến thức. Nhiều khi Huy còn xem 100 triệu một phút là lớp học của mình, nên luôn đến lớp với một tâm thế thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc với công việc này. Đối với Ngô Quỳnh Ly, việc chiến thắng ở hạng mục này không có nghĩa là anh giỏi hơn đồng nghiệp khác, mà là may mắn hơn một chút. Hiểu điều đó, anh dặn lòng không được ngủ quên trên chiến thắng mà phải cố gắng nhiều hơn nữa với nghề.